Chào mừng các con là học sinh lớp 3 quay trở lại kênh Blue English. Nghe thầy tiếp tục hướng dẫn học bài nhé nhé. Mời con chúng ta dựa sách cho thầy trang 52 và trang, mươi 53. Unit 8. Unit 8. This is my pen. This is my pen. Pen nghĩa là gì con nhỉ? Pen nghĩa là bút. My pen là bút của mình. Đây là bút của mình nè. This is my pen. Trước hết mời con chúng ta học một số từ vựng trong bài nhé, từ mới trong bài nhé. Ta có từ rubber, rubber, rubber nghĩa là cục tẩy. Pencil case, pencil case, pencil case nghĩa là hộp bút. Tiếp theo, school bag, school bag, school bag nghĩa là cái cặp của chúng ta đi học đấy notebook, notebook nghĩa là vừa tập viết, vừa viết, vừa chép bài. pencil, pencil là cái bút chì. ruler, ruler là thước kẻ. these, these những cái này, những cái này, những đồ vật ở gần chúng ta dùng these nghĩa là đây là những cái này tiếp đến ta có từ those. Those là những cái kia. Those. Tiếp đến chúng ta có từ pencil sharpener. Pencil sharpener là cái gọt bút chì. Long nghĩa là dài. Long ngược lại với dài là ngắn, short. Short. Mời con chúng ta đọc lại nhé. Rubber, rubber. Pencil case, pencil case. School bag, school bag. Notebook. Pencil, rubber. A ruler, ruler. These, these, those. Pencil sharpener, pencil sharpener. Long. Short, short. Chúng ta đi vào phần ngữ pháp giới thiệu một đồ vật nào đó của người nào đó. Chúng ta dùng cấu trúc câu dùng this hoặc là that đối với một đồ vật. Ví dụ, this is my pen. Đây là chiếc bút của tớ. This is my pen. Đây là chiếc bút của tớ. Hoặc là this is my rubber. Đây là cục tẩy của tớ. This is my rubber. Đây là cái cặp, uh, school bag, cái cặp của cô ấy. This is her, her nghĩa là của cô ấy. Her nghĩa là của cô ấy. This is her school bag. This is her school bag. Tiếp đến, giới thiệu một vài đồ vật nào đó của người nào. These, dầu, chúng ta dùng ở dạng số nhiều. Dùng ở dạng số nhiều, dùng these, hoặc là those, nghĩa là đây là, đây là, kia là, kia là, đây là, hoặc là kia là, đây là, kia, kia là kia là gì? Những đồ vật gì đó. Ví dụ, These are my school bags. Đây là những những cái cặp của tớ. My school bag, thêm số nhiều, thêm S vào. These are my school bags. Đây là những cái cặp của tớ. Tiếp đến số 3, chúng ta nói về tính chất đồ vật. À, gì đó. It is, it is nice. Nó rất là đẹp. It It is nice. Nice là đẹp. nữa It is good. Nó rất là tốt. It is new. Nó rất là mới. It is nice. Nó rất là đẹp. It's good. Nó tốt. It's new. It is new. Nó rất là mới. Đối với nhiều đồ vật thì chúng ta dùng dây. Chúng chúng rất đẹp. Dây are nice. Chúng rất mới they a new chúng rất mới. Nó về tính chất của một đồ vật nào đó hoặc là các đồ vật nào đó ở dạng số nhiều. Chúng ta lấy thêm ví dụ it is new cái đó thì mới hoặc là they are old những cái đó, they là những cái đó, are old, old là cũ. New là mới. Tiếp đến khi nói tới hai tính chất một đồ vật chúng ta dùng từ n nghĩa là và ví dụ chúng ta nói is small and old nó gì nó nhỏ và nó cũ nhỏ và cũ chúng ta dùng từ and nghĩa là và nó nhỏ và cũ is small and old hoặc nói về nhiều đồ vật They are new and beautiful. Chúng. Dây nghĩa là chúng. Chúng rất là mới và đẹp. And nghĩa là và. They are new and beautiful. They are new and beautiful. Như vậy video đến đây cũng kết thúc rồi. Thầy chúc các con học thật giỏi. Con nhớ nhấn đăng ký kênh để lại ý kiến phía dưới nhé. Chào tạm biệt các con.